Chào các bác, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một dòng mát là con này con mát là mã là 405-3 và con này là gọi là mát Mosun nhé. Đây, sau đây em xin đặt hộp, em giới thiệu cho các bác cũng như là em sẽ lắp cho các bác luôn, cái nắp luôn. Và cái điện này thì nắp thì nó cũng rất dễ rồi nhé. Và đấy, mở nắp hộp ra nhé. Đây à, máy là rất chắc chắn, to cầm rất là đầm tay. Đấy, con này là 1900W, nam 40, nam tiêu chuẩn, tất cả các điện ra nói ạ. Sau bên trong cũng có các pano, bộ dụng cụ và cái co vào. Để sẵn sau đây em xin ghép lại, xích của nó rất xin là xịn sò luôn. Đây xin nắp luôn. Đây nhá, em giới thiệu qua đó là con này nhá, đổ nhớt ở đây. Con này là đổ nhớt, mình sẽ đổ nhớt 4 thì của xe máy vào đây. Đấy, để làm mục đích nó là mát xích. Con này là tự động bơm, đây mình chỉ đổ vào mình bơm và mình chạy là nó sẽ làm mát xích. Đầu tiên là ta sẽ tháo hai bung đông ra. Bung đông của nó các bạn để ý ạ, sử dụng mát trên bung đông luôn, rất chính là chuẩn luôn. Cái như là tem bảo hành hết thì là những cái video trước này em đã làm rồi nên em sẽ không nói nữa. Đây mình sẽ lắp vào thì mình sẽ cái làm ra xích. Chú ý các bạn nhé, chú ý là chiều xích của nó là sẽ phải đúng chiều, không đúng chiều thì không khác gì là mình sẽ không cắt đâu ạ, và không khác gì như mình lấy dao chui dao mình chặt cây ấy. Và đây ạ, đây lắp đây máy đi nhá. Đây các bạn chú ý nhé, đây lưỡi bé lưỡi to, lưỡi bé lưỡi bé lưỡi bé lưỡi to này, lưỡi bé lưỡi to đấy các bác chú ý. Đấy, lắp làm sao nhé, cái lỗ này tăng xích này vào khe này. Đấy. Nếu mà chưa vào thì ta sẽ vặn về cơ bản là nó phải ở trong, rất dễ rồi. Đấy. Nó đang thấp quá, phải chỉnh nó vào khe. Đấy, đã vào vậy thôi, rất đơn giản. Xong ta ốp cái này, đây. ốp vào ta bắt hai bộ động này lại. Các bạn vặn vặn hờ nhé, vặn vặn không được vặn chặt. Vặn hờ. Sao ta tăng cái dây xích này. Vặn. Đấy. Vặn. Sẽ dây xích và sẽ tăng. Vặn. Khi nào kéo. Đây. Đấy. Nó căng căng này là được rồi đấy ạ. Đấy. Là được. Đó. Tăng xong ta vặn chặt hai bông này. Không biết vặn chặt hai bông này nhé. Đấy. Khi nào mà trùng xích thì các bạn phải vặn hai bông, nới hai bông này ra để tăng. Đấy, vậy là đã đây, xong còn cái co vào này. Cuối cùng là co vào, mình nắp co vào đây. Đây. Hai bơm này.
Đây, nắp đây. Xong sẽ bắt thang bơm này vào. Đấy, vậy là xong. Vâng, bây giờ em xin là hết ạ.